Sư huynh, hôm nay làm cái quả áo đi bản thì phải mặc xịn xịn lắm mới được chứ. Áo phong trần À, kiểu áo không cổ. Lần sau đi vào bản là phải mặc nó đẹp trai vào một tí nhá. Ờ, này. đi Cho với em này là đi là thành người nổi tiếng rồi, phải mặc nó đẹp đẹp một tí mới được, không được mặc kiểu như là áo rách cái này nữa. hôm nọ có nhiều cái áo sơ mi mà À, rất là nhiều áo đẹp của bác ạ. Thế nhưng mà kiểu như là muốn giành hay sao ấy, đúng không? ha. Đi bình thường thế này không mặc đâu, để khi nào lấy được vợ đã. Bây giờ mình mặc mới lấy được vợ, lấy vợ về còn cần gì mặc áo đẹp nữa. Bây giờ mình phải mặc đẹp vào, mình đi vào bản là nhiều cô em nó mới thích chứ. Mặc cái này thì người ta bảo là ấy du, cái anh này chưa có vợ nhìn già thế không ai thích. Có khi khéo lấy vợ có già hơn đấy đấy. Anh Ly này có một cái điệu cười phải nói là có thương hiệu của bác ạ, được rất nhiều các ông bà có gọi điện cho Xuân Thiệu bảo sao anh Ly có một cái điệu cười duyên thế đấy, tự dưng kiểu như là cái máy nó đang tự dưng đang ở không hề lại cười, kiểu như đang đề nổ lên đấy, sạch 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 thế này. Đấy đấy đấy. Rất là giống luôn đấy, nên là cũng là một cái niềm vui của anh ấy và của cả đội nhóm nữa của bác ạ. Hôm nay thì anh em quay trở lại thăm nhà em và ca. Quãng thời gian vừa qua thì em và cũng đi làm đó, nhưng mà thấy bảo về rồi phải không? Vâng, em và thì hôm qua là thấy về rồi đó. Vâng. Đợt trước thì anh em vào thì em cũng bảo là đi làm ở tận xuôi, không biết ở chỗ nào đó. Qua những cái thước phim Xuân Thiệu vào chia sẻ thì cũng có cô Duy Mai là rất lo lắng cho gia đình. Đó, cô bảo là bây giờ ấy em ca thì cũng đang có tin vui, đó là em đang có bầu của bác ạ. Đó, có bầu bé thứ hai ấy, thì bây giờ như vậy em và lại cứ đi làm xa như vậy, mình em ca ở nhà sợ không lo nổi ấy, còn giò bò này còn dê này đó. Thì cô cũng bảo là rất là lo lắng cho em ca ấy, cứ bảo Xuân Thiệu bảo xem bảo em gì là liên hệ được xem là xem em ấy làm ở đâu thì về đó, nếu mà thiếu ăn thì cô có thể gửi cho những quà như là báo gạo để mà cho hai vợ chồng ở nhà có bát cơm gạo mà ăn của bác ạ. Qua cái thời gian đấy thì cũng bảo em về rồi, nhưng mà không biết là đi làm có được cái gì hay không đó. Hôm nay thì anh em cũng vào để xem là em đi làm ở đâu và có làm được đồng tiền nào về hay không ấy của bác ạ. Đó, hôm nay thì về đây cũng có một cái món quà của cô chú Vân ở bên Mỹ. Cô chú Vân chưa có gửi tổng là 7 triệu rưỡi, trong cái khoản này thì cũng có dành 1 triệu đồng cho nhà em và ca đó, mua đồ. Hôm nay thì anh em vào cũng mua đây rồi, một suất quà trị giá 500.000, bao gạo và những cái đồ nhu yếu phẩm. Mùa này đang là mùa giáp hạt của bác ạ, nên là phần đa là đói vào cái mùa này rất là nhiều đấy, nên là cái món quà này thì thật sự là ý nghĩa cho gia đình để mà có bát cơm gạo dùng qua những cái ngày đói ăn này các bác nhé. Cũng xin được cảm ơn cô chú Vân ở bên Mỹ rất là nhiều. Đó, bây giờ thì cũng mời ông bà, mời cô chú bác cùng theo anh em mang cái món quà này vào để thăm lại gia đình và xem là cái em vào trong cái khoảng thời gian vừa rồi đi làm thì có được những cái đồng tiền nào về với còn không, hay là đi thì lại còn phải mắc nợ. Nhưng mà theo suy đoán của Xuân Thiệu thôi, mới đi xong lại về như vậy thì chắc chắn là không được đồng nào rồi. Đấy, nếu mà đi xuôi ít ra cũng phải mất tiền triệu Đúng đấy, về để mà làm được tiền triệu ở xuôi về thì cũng phải mất hàng tầm rồi. Vài tháng anh tầm hàng tháng rồi mới được tiền triệu về các bác ạ. ạ. Kiểu này khả năng là lại tiền mất lại tật lại mang nữa Đúng anh Lý nhỉ. rồi. Giờ gì đó? Nhân lên tao nhỉ? Không như anh Ly đi với anh em này cũng có niềm vui và cũng có thêm những cái đồng mắm muối hàng ngày nữa đó. Đấy, rất là tuyệt vời. Anh Lý dạo này là cũng phấn khởi và vui như hơi dạo trước. Đúng rồi đấy, có thêm những cái động lực mới, ai cũng vậy thôi các bác ạ. Đó, bà con ở trên này kiếm được đồng ra đồng vào rất là khó đấy, nên là anh em cũng bảo anh Ly là thôi anh không đi làm gì thì bây giờ cứ đi theo Tem đó, ít ra thì Tem gọi là Xuân Thiệu cũng phụ cấp cho anh. Đấy, mỗi buổi đi thế này là 100.000 một ngày các bác nhé. Đấy, nên là anh rất là vui, rất là Lúc xếp sắp lại đi này. Đó quá, anh Ly mừng lắm rồi. Mừng lắm rồi. Thôi bây giờ mình đi thôi nhé. Vâng, quá. Ngàn nãy. Ngàn nãy cứ đúng là bó xong. Lấy anh cầm cái này. Nhanh đi. Hả? Ôi dồi, đi từ từ thôi. Từ từ chờ nào. em ấy. Nào.
đồng đội đi với nhau là anh lại sư huynh lại cứ cắm đầu cắm cổ đi như thế. Không biết đàn em như thế nào ấy. Không biết là các em đi sau như thế nào nữa. Đi. Ừ. Anh sư huynh phải đi trước. Sư huynh phải dẫn đường mở lối. Đấy, thế nhưng mà đi toàn bị lạc thôi. Đúng rồi. Đi phải đi vào nhá, đi vào bản với em thì ở rừng núi thì còn lạc thì nói chuyện gì. Đúng rồi. Má mà mồm ấy. Mà thôi. Má em ăn cho nên tổng mà nhá. Mình xem đi. Hả? Có tổng không? Có phải tổng. Đây này. Mấy cháu các cháu làm đi. Đang chơi làm gì ở đây à? Vâng. Đấy, con nhà chở đấy. Đấy. Khen một chê. Bọn này đang mùa nghỉ hè. Đấy. À lão tướng kia thôi. Rồi, lão tướng đây. Hả? Chào. Đi về thôi, một chê. Để đó lên. Ô bye bye. Hả? Ừ, khó khăn đó thì mua đi mà thì chắc đi. Đâu, đi đường nào, đi đường đi xuống dưới này. À, xuống đường đấy à? Vâng. Ừ. Anh Ly phải biết đường vào đây mấy lần rồi phải nhớ chứ. Bây giờ đi vào bản á anh ạ, là không được đi theo cái con đường mò của người ta. Mà phải tự tạo ra một cái lỗ đi của mình đấy. Còn không là đi cả ngày không đến đâu. Cứ theo đường mòn mà đi toàn đi xiên vào đâu ấy. Nên mình cứ thấy cái phương đi thả ở đâu thì mình cứ đi đấy thôi. Nó sẽ anh nhanh hơn. Này, dạo này là được rất nhiều các ông bà yêu quý đến. Đấy, cứ bảo là có anh đi là mang thêm những cái niềm vui cho mọi người. nhưng mà ở trên này thì anh cũng đã rất nhiều người biết đến rồi các bác ạ. Đi đến đâu cũng nhắc đến bảo ha, anh có phải anh Ly không? Nhìn thấy anh Ly ở trên trên tivi điện trên thoại. TV đấy. Đấy, nhưng mà chưa được gặp ở ngoài đời, cứ gặp cái là tay bắt mặt mừng ngay. Đúng rồi. Đến em gì đi nhiều như thế thì người ta còn chưa biết đến đấy anh ạ. Anh Ly được cái là văn hết khắp núi rừng. Văn rộng ra lắm. Đúng rồi. Kể ra thì thành người nổi tiếng này cũng thích anh nhỉ, được rất nhiều là có bác yêu quý đấy. Nhưng mà điển hình nhất là có bác tinh địch của anh. Dạo này là thấy anh đi nhiều người quý mến là cũng sốt lắm rồi. Vâng. Suốt ngày đòi đi theo tem. Hôm qua em còn nghe có mấy bà ở đâu á, nghe người ta nói là sắp tìm đến anh Ly đó. Sắp tìm đến anh Ly á? Do bây giờ anh Ly là thành người nổi tiếng rồi. Ai? Khắp giang hồ ai cũng biết đấy. Tìm đến nhà bây giờ toàn các bà tìm đến thì làm thế nào hả anh? Anh Ly bây giờ không phải đi tìm vợ đó anh, ở nhà mà vợ đến rồi. Không mất công tí nào. Khác tự tìm đến rồi nhỉ? Ờ. Nhưng mà cái gì cái mình cũng phải yêu thì thích thì mới được. Em nghĩ là anh Ly chắc có ngày các cô phải xếp hàng ở bên ngoài. Các cô xếp hàng ấy. Ôi dồi, cái cỏ này tốt thế. Vâng. Ô, đóng cửa. Mấy chị Tảo ơi. Vậy. Mấy chị Tảo ơi. Không ạ. Đang ở dưới bãi. Làm cái gì ở kia anh ạ? Đang thu ngô hay sao ấy? Đâu quá chơi. Đã đi trồng rau rồi. Trồng rau á? Trồng rau ở dưới đấy à? Trồng rau cho vụ thu đông ấy. Vâng. Hả? Để đây anh đi ơi. Cứ để đấy, cứ để đấy. Để đây xem mình đi xem các chị em xem là mấy chị em đang trồng rau ở dưới này á? Làm cái vụ gì rồi? Đấy. Cứ để đấy đã. Nào, đi xem nào. Đi từ bên này sang anh. Đi bên này. Bên nào sang. Bên nào? Bên này. Bên này xuống không sang được à? Đúng rồi. Cái giếng này quây kín hết vào này hết này gì à? Đúng rồi. Đúng rồi, phải quây thế này để trẻ con đi lại nó đỡ nguy hiểm. Đấy. Hay cái giếng này rất là nguy hiểm đấy. Đúng rồi. Rào nó vào mới được. Ấy, đi hẳn thôi. Nào vậy? Ôi dù. Ở đây cũng hả? Ở đây cũng có dưa trồng dưa này. Đây là dưa gì đấy? Dưa chuột. Dưa chuột á? Vâng. Sao lại không làm cái dàn nó lên để thế này? Đây cái rau lang này, dưa chuột này. Ủa, đây có một quả to này anh ơi. Đâu? Đây này thành quả vợ chồng đấy. Đây này. Quả này là hái được rồi chứ nhỉ? Đây. Dưa này là dưa mèo ấy, đúng không? Dưa mèo, dưa bản. Bí kìa. Bí có quả rồi. Cái này người ta phải làm dàn. Vâng. Làm dàn thì nó mới thành quả nó treo lủng lẳng kia ấy. Vâng. Múa anh đi. Múa. Hay là cỏ vô ở gần nhà như thế này. Tốt lắm rồi. Cái này mới cho bò cho dê. Vâng. Hả? Cái khu này là chặt hết cái ngọn về cho có bò hay sao ấy? Bây giờ nó già nên là chặt ngọn được rồi. Vâng. Nhưng mà cái này là gần được thu ấy nhỉ? Cái này
Cái này cũng sắp được thu rồi đấy. Ồ, đây là lương nhà em và ca đây các bác ạ. Cả cái khu này sang bên này nữa đây. Sang bên này nữa. Năm nay có vẻ là được mùa rồi. Năm nay có vẻ là không phải lo gì về cái nguồn lương thực này rồi. Cũng to ghê thế bắp ấy. Rồi, cái bắp cũng to to anh ạ. Hả? Cái bắp này như thế này là được ấy. Ờ. Mỗi gốc còn 3 bắp đi cả. À, mỗi gốc là 3-4 hạt đây. 3-4 cây cơ. Không biết đi đâu với, lại đi đâu hết rồi. Hả? Lại đi đâu hết về rồi. Ôi ô. Mày đi đường vòng thì ôi ô. Như thế này mày này. Đi sơ đường vòng xuống thì họ lại đi đường thẳng lên rồi. Anh Ly ạ. Họ nghĩ là khách đến nhà họ lên trên nhà mình lại đi xuống thế này. Mình lại tìm chủ nhà đấy tìm khách thế này đúng rồi. Gầy. À đây đây. Hả? À, đây. Ờ. Đang cày lên để dòng cái gì sao vớ? Đây này. Nào vớ chưa? Ờ, xin chào. Chào rau á. Mới cả dép gì à? Trồng rau ở đây anh ạ. Trồng rau á? Vâng. Trồng rau gì? Trồng rau gì? À, trồng rau, trồng đậu á. Trồng cái rau đậu kia. Rau cải với lại đậu. Đậu đỗ. Đậu đỗ à? Vâng. Cái này là mới chặt ngô đi hay sao đúng không? Không thì như họ ở Ua Phó Cửu Lở, Ua Hàm An á. À, cái chỗ làm vải lanh. Ồ, ồ. Cái này là dòng cây lanh xuống đây à? Đúng rồi, dòng cây lanh xuống. Là bây giờ là thu cây lanh rồi mới là dòng đến rau đúng không? Đúng rồi. Cái này là dòng chưa? Cho là cho ta chưa? Dòng hết rồi, dòng hết rồi. Dòng hết rồi. Ờ. Hay thế là tốt rồi. À, mùa này là mùa hết rau đấy. Ừ. Mùa hết rau bí rồi, rau bí cũng gần cuối. Rau bí là cuối, thu ngô là cuối mùa rồi nhỉ? Ừ, thu ngô là cuối mùa nên là phải chuẩn bị cây rau khác để thế vào đấy. Đúng rồi. Vâng. Mùa nào thứ đấy. Vâng. Đấy, nếu mà vậy, không có cây dơ khác thì lại không có cây rau gì mà ăn. Giờ này phải làm không này. Là không làm đến mùa của người ta là mình không có ăn ấy. Đúng rồi. Ủa mùa cây ổ cây này sai nhiều rồi. Đây đây anh ơi. Có quả chín chưa? Ủa, chưa mùa này chưa phải. À. Hả? Đã chín đâu anh? Hả? Chưa chín mùa này chưa phải mùa ổ chín à? Đây đây đây. Tao mà tao ít lúc tao mà. À. À. Có quả này hình như là cũng ưng ưng rồi thế này. Quả này bóng lộ hình như là bóng này khả năng ấy. Nhưng mà có cắn được hay không? Sao kìa vậy kìa mà. Răng thì không có hay là sao cắn được quả ổi cứng đây. Có được không anh? Thế còn bao nhiêu cây răng? Còn mấy cây răng? Tao sẽ là ăn. À, sao ăn ổi như con bú sữa thế này? Ăn ổi như con bú sữa? Mút mút à? Ôi trời ơi. Có phải kẹo mút đây. Vẫn có cái vết cắn đây đấy. Có vết không? Có vết chưa? Có. Cứng lắm cũng cắn được đâu. Cái này người có răng mà cũng cắn được, anh ấy bị cắn. Ăn ổn như nào bị cầm mút thế này. Ôi trời. Cái này cứng lắm. Cái này cứng ăn là sao được? Cứ lấy cái lứa này liên liên như thế. Nhìn cái kiểu ăn kiểu mút anh ấy. Nhìn thấy là cứ phải thử một cái xem là có được hay không đúng không? Anh ạ, nhìn thấy các cháu mà nhìn thấy là các cháu theo anh đấy. Ừ, cứ bảo là sau khi còn ổ mà anh Ly cứ như kiểu ăn kiểu bún vậy. Cái này nó còn non anh ạ. Cho dù chín thì chắc gì anh đã cắn được mà. Đúng rồi. Để đến cái này chắc phải tầm tháng 7, tháng 8 thì khả năng nó mới có chín. Anh phải ăn những cái còn mà mềm mềm thôi. Đến tội. Răng thì không có thế này thiệt thòi lắm anh nhỉ. Ăn cái đồ gì cứ cứng với cái đồ thì dai dai tí là toàn bị thiệt thôi. Cái này nếu mà đi ăn cố thì chỉ ăn được cái đậu này cái gì mềm mềm thôi. Ông nói nó một chai xí đấy mà họ chai tiếp mà nó chỉ tàu cho tao nó cho phỏ nó phải thế đấy, nó phải thế đấy. Hả? Nó tập ba chứ nó. Tập ba. Anh Ly bảo là đi ăn cỗ tụi mình tụi ăn đĩa đậu phụ là xong xong sâu đầu tiên thôi. Nếu nó không tìm mà nó không là chỉ muốn tập ba bây giờ. Hả? Chỉ mua. Hả? Chúng ta mà chỉ mua. Giờ chỉ mua. Anh Ly bảo là anh Ly đi ngỏ phải mâm của ai thì là mâm đấy là không có đậu phụ. Ôi. Giờ là cái đậu phụ là hết nhanh trước. Cái đậu phụ thì người ta ăn thịt thì mình thì không ăn được thịt mình chỉ ăn đậu. Tôi ăn đậu phụ. Thôi đi xem em ca cái nào. Đi. Nắng lắm, đi đi về nhà một tí đã. Một chê. Hả? Một chê có đi một tả. Ô tả, thế là cũng làm xong. Anh mình đến cũng làm xong đấy. Xong rồi đi. Xong rồi. Đi về anh đi. Anh Lý ơi. Có quả nấm gì đây? Nấm. Cái này ăn được không? Cái này không nên ăn anh ạ. Không nên ăn, nấm là nó rất là độc luôn. Kiểu như là ở rừng không biết là không ăn. Đúng không? Thế là run hết cả chân tay. Đấy là em ca chui lên lối này, mình không biết là mình nhảy xuống lối kia. Đúng rồi. Cả ở đây nữa. Đúng rồi, cả ở đây nữa. Nhiều ghê nhỉ. Ây dồ.
Ôi, nắng quá. Con này rất là tốt nữa. Hả? Tú ở trong nhà. Em vào trong nhà. À, Tú va đi. Hả? Thở bé thở khí đâu. À. Là anh va đấy. Va trong nhà. Ừ. Đang ngủ hay làm gì? Va có chi khí thôi. Bé tôi chỉ khí. Hả? À mình cái đầu của mình để cái góc bên này mà. À. À, lấy ghế ngồi nói chuyện thị. Nói ra không thì tìm gì. Thế thì em ca kia là bây giờ là mang bầu được mấy tháng rồi? Nó chẳng ly đấy. Ngoài tao ly. Ồ, 6 tháng rồi. 6 tháng rồi à? Vâng. Ồ. Đấy, cũng thằng tướng kia thì cũng được mấy tuổi rồi? Từ lâu mới trở xong đi. 4 tuổi rồi. 4 tuổi. Ờ, 4 tuổi bây giờ sinh tầm này là cũng được rồi. Thế nhưng mà cũng phải xem xét một hai đứa thôi. Đấy, không phải cứ sòn ra là mệt đấy nhá. Chị dùng rồi đấy. Hả? Vậy chẳng cũng bảo là đứa này cũng không có để nữa đâu, nhưng mà gọi là cứ có để xong đứa này cho dù trai hay là gái thì cũng kệ nó thôi. Đúng rồi. Bây giờ không có nữa. Bây giờ lúc trước thì khó khăn thì biết dừng như thế là được, nhưng bây giờ các thứ mọi thứ nó có đầy đủ thế này thì cũng thêm một cháu nữa là cũng được, gọi là 1-2 con thôi để mình nuôi dạy cho các con ăn học cho tốt. Đấy, không phải là cứ để nhiều là được đâu, để nhiều là nó khổ, các con không được ăn học đến chốn là không được nhé. Đấy, làm thì mình phải biết kế hoạch. Nhân thì mà dù ý tổ chó tổ xã thì nói tiếp là phụ dân tổng cần tới nó chào nó cả chua. Dù trong dù cha rồi mà dù khê chỉ tạo thế rồi phụ dân tổng cần tới mà tứ chỉ cho mình nhỏ tứ nó xí lan đấy. Chà mình đi. Ừ. Cho dưới tủ sao? Ừ. Cho dưới tủ. Em ta chỉ dỗ cha. Thế là mua nhà phư nữ nó thế. Cần ta cái chỉ mua mình xin nhân mua cần ta thế không? Chỉ mua món trong nó thế. Ừ. Thấy vợ chồng như thế này là được. Ừ. Nếu mà có 2-3 đứa rồi không nói, nhưng mà đứa này đứa thứ hai thì gọi là có cái kế hoạch lâu lắm như thế là được rồi. Ừ. Bây giờ đứa lớn thì cũng 4 tuổi thì đứa này là như thế này thì được, nhưng mà chỉ có đứa này nữa là hai đứa là vừa rồi. Ốt tuổi hả bé? Thế thế em vào vừa rồi này đi làm ở tận đâu? Nhà hàng đó nào một phố thế? Một nào một cương đá mà chỉ bao lù cương đá rồi. Thà lù cho chi xe nói tiếng phổ thông để ông bà biết. Bao mày biết như thế nào nói thế đấy. Sẽ là đi làm ở dưới kia nói được có nói được tiếng nhiều về không? Có học được cái gì về không? Nói à? Đi làm cái gì? Hả? Là bốc vác hay sao? Hả? Bốc vác á? Nó to lên. Bốc vác lên xem nào. Nó to lên. Đi làm bốc vác cái gì? Là bốc vác. Bốc vác ở tận đâu? Là giữa Hà Nội. Như Quỳnh Hà Nội. Như Quỳnh à? Như Quỳnh. Như Quỳnh. Thế là cũng đi khá xa đấy. Đây là lần đầu tiên đi phải không? Thế thế đi với ai? Tôi là thế mà. Đó là nó là thế là mồm nè, thế đó là mồm thì chỉ bao giờ mồm chứ, chỉ bao giờ là thì mồm mà u mà khí nè, đó là mồm chứ. Yếu thì đúng mà chỉ bao mồm chứ. Giờ thì chỉ bao giờ chém mồm chứ, chỉ bao giờ chém mồm chứ. Từ chỉ mua khoai chè giờ nãy thì thằng này chỉ bao mồm từ giờ, chỉ mua chè cho mồm nó chứ. Em vào cũng bảo là cũng nghe mấy anh ở bên kia cũng đi nữa. Nên là em vào mới bảo là thế con đi cùng hộ để cho biết được đi, còn không là mà mình đi đến Hà Giang chắc là không biết bắt xe đấy. Nên là mới đi cùng người ta đi. Thế đi làm được mấy ngày chưa, được đồng nào về không? Mùa tao chẳng không tao không nào tiếc lắm. Mùa tao ở bên đó chỉ lo thế lo chỉ bộ đồ cho chơi chua. Đấy, thấy biết ngay mà. Biết ngay là không được luôn. Đi có mấy ngày làm sao mà được? Anh bảo là đi làm được 500 nghìn. 500 nghìn thì là bắt xe về là về đến nhà không còn cái gì luôn. Còn đấu 5 nghìn về đến nhà. Trời. Thế thì đi độc đi mới đi về như thế thì mất nhiều tiền không? Mua lò tà không nào chứ? Mua chạy mua xả. Ủa tao có nhớ chơi một đứa lò chơi đá chì lò nè mà. Chì lò. Mình đá hát chân yếu mô nô nè. Là có thể chạy bư thế nè. Mà chỉ bảo mà. Là cho bảo lò để xe hát năng tăng. Mà bảo mô nhớ trả lò để xử tế. Chỉ bảo nè. Em bảo là. Đi thì có. Tiền phòng trọ này. Không biết tiếng thì người ta bảo đóng bao nhiêu thì cứ đóng bấy nhiêu thôi. Nên là đi là cũng gần hết một triệu này. Gần hết. Đi cả về là gần hơn một triệu. Cả đi cả về hơn một triệu. Vâng.
đi tận như Quỳnh Hà Nội để trả như thế chứ. Đấy, thế thì bây giờ đi được có 500 nghìn, thế thì bây giờ lấy cái tiền gì mà giả người ta? Thế đi là vay tiền người ta hay là mình có? Ô mua tại là lò đó tao có tiết thể như thế lò rồi. Ô mua tại đó, tại ô mua tao open nó để làm mà là tiền nhiên thì ô thì chỉ tao mua nhiên thì là tiền. Chú chú ô dùng mà thì ô dùng dùng người đi chơi. Ô tao ít bộ chơi mua ít bộ, tao ô bùa mua bộ chơi. Ô open nó thì lo ít bộ thì ô mà mua trở lại tại gì? Ô thì ô tao có tiết thể chỉ bộ trở lại chơi vậy là lo chơi như thế hay chỉ bao đủ không? Nếu mà trở lại mua trả, thì chơi nào đâu chả? Thì thế này tới chào tụi tụi chơi, dù chỉ bao nữa chơi, trở lại lo chơi. Nó thấy chi bộ lo chơi lo chơi chú chi chia chứ nè. Ai dạ. Thế thì tiền đi là có mấy anh kia là đóng hộ, đóng hộ thì sẽ đi. Bảo là đi làm được tiền thì sẽ đưa cho, nhưng mà đi làm là không có hàng nên là không làm được, nên là không chỉ có hàng á. Được chỉ được tiền xe về, nên là tiền xe đi là vẫn chưa giải người ta. Ông muốn thật chỉ chứ nào chứ? Tôi chỉ bảo chơi là ô chú chơi cái gì á? Là tiền không mà chỉ có chơi, dù tôi chỉ có trả lần đầu thôi. Người mới đi, người cũ là gọi là người ta là biết tranh nhau hàng này thì gọi là có hàng để bóc vào ngực. Người mới đi em vào bảo là thấy người ta khỏe, người ta tranh nhau ầm, không dám tranh người ta. Tức là mình mới xuống là không tranh được người ta, đúng để rồi. Mà là bốc lấy hàng mình làm đúng không? Đúng rồi. Cái bốc vác kia không phải dễ đâu. Đi người ta đông rầm rầm kia, mình phải vào tranh lấy hàng để mà làm thì mới có việc. Còn cứ mấy cứ kiểu như là ngẩn ngơ ngơ như thế thì cứ đứng nhìn người ta làm thì làm gì có tiền. Đúng rồi. Má mồ nhá, là ông một xanh là cho nhá là chỉ trả là chạy kia rồi. Ô, hiểu là ôi thấy kia ô là chú ô. Con nhiều khổ. Em bảo là em bảo đi tranh họ một chuyến, họ bảo là mày để đấy. Nghĩa là hoặc không cho em vặt bóc lên. Đi bóc hoặc là như thế đó. Đúng rồi. Không quay là đi là người ta nhìn mình lạ là người ta không cho mình bóc lên là mình không có tiền đấy. Nghe em bảo nói là đã đổ cửa cho anh Ly rồi. Sợ chưa? Chạy nhìn ra. Hả? Dạ. Đấy, anh Ly bảo là như thế là sợ. Như thế là sợ luôn. Đúng rồi, đi bốc vác không phải dễ đâu. Thế thì đi làm cái gì? Làm thì cũng phải hỏi anh em, ví dụ anh gì ở đây, và đi làm cái đấy có được không? Để mà còn biết chứ còn cứ đấm đầu đấm cổ đi. Bây giờ tiền thì không được về, còn cả nợ nữa thế này. Thế thì bây giờ lấy cái tiền gì mà đặt người ta? Đi bốc vác lại nghe nhiều người đi là không được tiền ấy. Do một đại gia, chỉ do là lỡ lần đấy, dù chỉ tao như chế độ mà chơi, do nên chơi. Ôi à, cho số tuổi nhà khách thì ta sẽ trái nào nó cá lỗ à. Anh bảo là em vào bảo là thấy mấy anh em cũng đi về hết đấy. Nhưng mà anh vào bảo là định ở lại, nhưng mà mấy anh em về hết thì không biết được, sợ cuối cùng là không có vỏ chuối để nhặt về đấy. nên là cũng không có tiền xe cũng phải về luôn đó. Thế nên nông bốc cái hàng gì? Nè, thế là hả chị? Thế chú vào chùa. Vào chùa? Thế chùa nó có mua mua cá lỗ. Em bảo là không muốn kể. Nghĩa là không biết cái hàng gì, nhưng mà có cái con giò nó to lắm. Không biết cái hàng gì á? Bảo là cái hàng nó có cái mù nó ghê gớm. Thì chắc là bốc kiểu như là những cái hàng chạy về lộ các kiểu ấy. Mình cũng không biết, nhưng mà đại khái là bốc hàng thì nó nhiều kiểu lắm. Nó nhiều dạng, nhiều kiểu lắm. Cái gì cũng phải bốc, phải làm mới được, phải khỏe thì mới làm được. Cứ phải là thấy người ta đi thì cứ hí hửng là đi đâu. Ở nhà thì bây giờ nhá, bây giờ vợ thì mang bầu 5-6 tháng rồi. Bây giờ không ở nhà mà lo bò, lo dê, lo các thứ thì ai mà giúp được. Bây giờ thì đi cũng được thôi, nhưng mà cũng phải gần gần đâu đây. Đấy, không phải là đi xa như thế, có làm được đi xa bây giờ tiền triệu đi lại. Đúng rồi. Không phải dễ đâu. Ôi, giờ mù mà này đi hao lửa chứ nhỉ ấy. Lão tứ, ông muốn mà thì nếu mà không mà, tết đồng cháu sao thì chúng muốn nó tết tuổi mình giàu rồi, trả cho sẽ kiếm sau giờ chúng muốn thiết tiền cháu tiền mùa tết thì, mùa tết là trả mùa mà mùa thì chỉ cho tao tiền, ở sao thì giá tiền mùa. Mùa sao thì, trả bọn này mua từ mua bảo hiểm để chỉ mua tiền nha, mình nhiều rồi chỉ mua chỉ nọ tiền nên, tết sao thì mùa thì tao mình không bốc cười mày mé đâu bốc bay, vì nó tao mình không nó chào chỉ chào nhau tết đấy, cũng phải. Vì tao bọn này tết tao mình thiết tiền à. Một chỉ lo chỉ giống như xin sai chứ, chứ tao một chỉ lo chỉ bắt một chỉ lo chứ, nông lan mà lan chỉ lo, có mấy bộ tiền mà mua chỉ lo, dùng chỉ bắt một chỉ lo chỉ lo à. Thế là nghĩa là vợ chồng cũng một bà hết rồi, sao là cũng bảo là làm ở trên này thì cũng không có việc lắm, thì là mới định đi một chuyến xa thì cứ lúc ở nhà thì vợ chồng cũng bà bảo là
không còn nhiều nữa đâu, vài tháng nữa là ở vợ ở cữ rồi. Ừ. Nên là em và cũng mới gọi lại, bây giờ không có cơm ăn nữa, không có gạo ăn nữa rồi, thì là mới đi kiếm xem là được đồng nào để dư giả sau này, giả sử em ca mà ở trung tháng thì là còn có một hai đồng để mua hạt tiêu hoặc là mua những cái thứ cầm thiết cho hai mẹ con. Ừ. Nhưng mà đi làm nó lại như thế, nhưng mà đa phần đa là đi làm sẽ không được tiền như thế. Đúng rồi. Nên đi phần gọi đa là biết tiếng thì không nói, nhưng mà không biết tiếng thì đi kiếm cái công việc rất là khó luôn. Rồi. Ở trên gần nhà lại không có việc làm nữa. Ở đây thì kiếm công việc nó khó lắm. Vâng. Phần đa bà con ở trên này cứ thấy người ta rủ dê là đi thôi. Vâng. Đấy. Nhưng mà đi về xuôi có phải là nó đơn giản như ở bản mình đâu. Đúng rồi. Đấy. Người ta làm cho người ta nhiều thứ, nhiều dạng người lắm. Vâng. Mình không quen không biết thì đi làm sao mà làm được. Đúng rồi. Đấy, cái gì cái mình cũng phải suy xét tí. Ừ. Sau đi làm sai, đi làm cái gì thì không rõ thì cứ hỏi anh gì ở đây để anh gì còn biết bảo ban tư vấn cho. Đúng rồi. Đấy, bây giờ thì hai vợ chồng thì cứ khắc bàn với nhau thì biết cái kiểu gì mà bàn. Đúng rồi. Đấy, cứ bảo đi thì dễ cái gì mà kiếm thế. Đúng rồi. Ừ, yeah, mù quá thì mà ấy tuổi hai tuổi cho mù công mà này cô giàu thế vì nhiệt tiền thì mà chỉ giống nhiệt khư. Ờ, nếu nhiệt tiền mấy tuổi tao hai tuổi lý nào, thế dù ít tuổi chú chơi là mà, bây giờ họ dù tao thành khó nên là chỉ ít họ khơi nồng lao thứ tam mà rồi chả. Dù họ thì sao thì mà từ xa thì hai nay mà thì hai nhau mà là má má là mù má mà thì hai chỉ riêng nay mà thì chỉ hai nay tiêu tiền, một cái hai nay tôi đi làm nên tiền, nay chỉ tôi chỉ u hai chỉ riêng tiền, u còn lại một chỉ u lỏng mà hai nay này cũng thế mù đi nào mà mù xa thì lo tiền thì. Dạ lo dạ yêu tao mi bùa bọn nè nhỏ kì dạ dù mi tổ cá yếu nì nọ nà. Ờ. Chỉ tao chế. Không thể chế lộ mà sư sê. Thế là trước khi đi thì cũng gọi là cũng ngồi lại với nhau để nói cái công việc đi làm ấy, nhưng mà đi làm thì nó không được tiền đâu. Khó lắm. Khó lắm. Ờ. Thế thôi không sao, bây giờ là về là tốt rồi, nhưng mà bây giờ có cái là tiền thì không được lại còn mang nợ vào thân thế này có phải nhục không? Anh em mình đã tìm xem là có ai ở gần đấy để gọi về đấy, nhưng mà may lắm lại về. Đang bảo là tìm ở đâu để gọi về đấy. Ừ. Trước đi làm ấy thì anh cũng vào đây thì thấy vợ bảo là đi làm rồi thì cũng có cô Di Ly Mai bảo là bây giờ em ca đang mang bầu ấy thì muốn về nhà để mà lo việc nhà đấy, mà thiếu ăn thì cô có thể giúp đấy, thì cô cũng có hỗ trợ cho lão tướng là thêm một con dê về để nuôi nhá. Đợt trước anh vào anh cũng bảo em ca rồi nhưng mà em không có nhà thì không để tìm được. Đấy, bây giờ về rồi thì đi tìm lấy một con dê nữa để mà cho cái lão tướng kia mà nuôi. Đấy, nuôi thêm cái con vật nuôi để phát triển kinh tế. Ừ, nên mà tôi lão qua thì tôi có là dô lý máy này mới tôi chỉ cho lão tướng. Chỉ lão tướng tao tôi chỉ là một dù. Mà rồi tôi mà chỉ nhớ chơi là cho tôi ca chứ. Ờ. Dạ, tôi nghĩ dô lý máy mình bay tôi chỉ tôi mình. Ờ đúng rồi. Ờ cho lão tứa, lão tứa tuần này là đi chăm dây được rồi. Ừ. Có thể là kéo được một con dê đi rồi. Đúng rồi. À. Đấy, bây giờ về thì đi xem tìm lấy một con dê để bắt về nhá. Ừ. Nó là mang một thế rồi chi. Ừ. Ờ thế chi nhá. Ờ. Về là tốt để có giúp vợ chăm lôn vật nuôi, rồi là bây giờ vợ như thế này thì cũng đi làm việc nặng hoặc đi xa nó không đi được bao nhiêu nữa. Rồi. À nhá, chơi chơi là tao bám chỉ chữ hao lử. À. Ừ. Để nhớ nhìn mà một cái đấy là chỉ tàu mà thế, ôn nhà là cái chỉ tàu, chỗ chỉ tàu thế là rất nhiều ca nhìn một đấy còn hạt trống. Ừ, đấy đúng rồi. Thế thôi, hôm nay thì anh cũng vào đây có cái món quà này là của cô chú Vân có mang vào đây cho gia đình đấy, để có cái gạo với lại mắm muối mình chính mà dùng nhé. Một cái món quà trị giá là 500.000 của cô chú Vân có dành tặng. À, nhớ lấy chị, sao chị? Tụi bắt đầu chính giờ có chút vấn đề muốn tao ít bớt xuống đi cho nên à, cho nó nói rồi chắc chắn là chỉ nói chị, ô lò chị nên họ muốn lò xem nó. Ờ, tụi bắt chính giờ có chút vấn đề muốn tôi. Thì à, ít à, nãy giờ khó đi mấy. Ờ, thế cho thế này thế. Ờ, đấy, có cả dầu ăn các kiểu nữa. Ủa, mua tao cọc một nông tôi chỉ tái khó nè. Ấy, thấy chưa? Đấy, em vào bảo là đi làm được chục ngày có chiếc đường như thế này. Ai lì cười cho đấy. Ai lì trả cười cho. Hay là tụi bắt đầu muốn cháu lò chị tao rồi chứ nhỉ? Ôi dồi, tao nhiên này. Anh Lý bảo là thật vàng đấy. Anh Lý bảo là anh đi là anh không về được nữa rồi. Thật đấy. Làm sao mà về được. Anh đi là anh không về được thật đấy. Ôi chị tao mà thôi một lọ thế mà tôi xin chào. Ừ, đúng rồi, chết đói, chết đói. Anh Lý đi bảo là đi làm như thế là anh Lý là nếu mà anh Lý là chết đói. Chết đói thật chứ, không kiếm được ăn thì chả chết đói. Ờ. Chị em mốt rồi nè. Nè à, chắc xanh đấy, ủa thật bất lâu rồi.
à cô chú vẫn ít lột cho sao sinh hài lột cho chị xe bên Mỹ và chú cháu và ca à cả cô chú Vinh ở bên Mỹ à dạ dạ nít dạ đúng rồi cô chú Vinh ở bên Mỹ rất nhiều à nay thì có phần của rất là lớn à giúp cho vợ chồng và ca ăn à vợ chồng và ca cũng xin chú đã gia đình à luôn luôn mà khỏe phước và được nhiều may trong cuộc sống cho sinh đó từ nia nhớ phần nào u nửa mua để xia bỏ cho tiền lúc cha nhì bé trái chỉ mua món nó nửa chừng có mua gì là nấy ở tiền là họ vừa bỏ chú tiền vừa dễ vừa trôn dễ tôi cho bé nó ở chợ đó nữa Đây là vợ chồng cũng rất là vui hôm nay nhận được phần quà của cô chú Vân. Đây là vợ chồng cũng gửi lời cảm ơn đến cô chú Vân rất là nhiều và chúc gia đình cô chú là thể hiện sức khỏe. Cũng rất là vui, rất là tuyệt vời. Cái món quà đến bà con vùng cao vào cái thời điểm giáp hạt này là không có gì quý giá bằng rồi các bác ạ. Em vào thì cũng mong sao để kiếm được 1-2 đồng nhưng mà đi thì không được. Về còn lại mang thêm nợ thế này thì đúng là cũng... rất là khổ. Và còn thường thường là như vậy của bác ạ. Ở trên này thì kiếm được 1-2 đồng thì khó lắm. Đấy, cứ bảo đi làm về xuôi đi. Thế nhưng mà đi xong lại về không. Đấy, về lại còn mang nợ thêm. Đúng rồi. Không hề dễ chút nào cả. Vâng. Do là ở trên này để đi làm về dưới xuôi thì phải nói là một cái gì nó rất là khác biệt luôn. Đúng ở rồi. Trên đỉnh núi đổ núi để đi xuống đồng bàn ấy. Riêng cái môi trường sống nó đã khác rồi. Đúng rồi. Nên là mình ở trên núi này mình xuống thì mình không... đi quen đi nhiều thì nó chưa thể thích nghi được từ đó là cái công việc mình không thể làm được tiếng thì không biết đấy, lần sau kinh nghiệm đi làm cái gì ở đâu xa xôi hay như nào đó thì muốn đi thì vợ chồng bàn bạc rồi thì thôi nhưng cũng phải hỏi ý kiến các anh em như anh Dìa chẳng hạn ở gần đấy thì hỏi như thế đi có được không anh để lắm lúc thì mình cứ thích đi thì cứ nghĩ là đi là được nhưng mà ví dụ người khác thì người ta mới tỉnh táo người ta mới suy nghĩ mới phân tích cho được nhiều thứ mới hiểu ra thì mình tránh được những cái trường hợp đấy đi đúng để mà đi không được về lại mang nợ thêm nó là ở cái chỗ đấy nên là có những cái cũng gọi là thấy người ta đi được nhưng mà mình cũng phải suy nghĩ lại đúng rồi. Sẽ là có nên đi hay không nói chung tóm lại là cũng là công việc làm thôi nhưng mà có kiếm được tiền hay không có khi là đi không được tiền lại còn nợ nần thêm nữa chả thế nên là khó khăn lại còn khó khăn thêm nên là chồng chất khó khăn lựu rau nên là các mùa rồng mà nên chỗ tao hải ta hải chỗ tin lão thì chỗ tao hải u chờ tao kho từ trong một uôn nhưng mà hải ném hàng một uôn giờ thì rau ni một chỉ tao mà nhà ni ni lo từ chỉ lo một cao bốn năm từ chỉ lo y bốn giờ nhà con ni này đấy li cửa rồi giờ nhà ni ni cho một no loại tiền trong uôn mà hải ném từ tin lão thì này à từ bao mình chuyện này nói đã kho từ trong uôn nhưng mà thì này thì con đi trong uôn mà mặn mùi thì con đi chỉ trong uôn mà ra một giờ yêu thì mỗi chỗ chuyên hàng to mà lỡ thiết giải dễ yêu thì chỉ mỗi chuyên hàng mà thà mà yêu chỉ mỗi dễ lọt chơi mà yêu chỉ bỏ cá lọt chơi đâu rồi đấy thế là lần sau vợ chồng cũng bảo là rút kinh nghiệm lần sau nếu mà đi có đi làm đâu xa thì là cũng ý kiến với anh em để góp ý sẽ là có nên đi hay không đúng rồi thế là tốt rồi về nhà vợ bây giờ mang bầu thì cứ chịu khó mà chăm sóc vợ một tí đấy, để mà mai mốt thì vợ còn có nhiều sức khỏe mà mới đến lúc sinh nở bây giờ cũng không còn mấy nữa đâu 6 tháng thì còn 2-3 tháng nữa nó nhanh lắm không hề ấy tí nào đâu bây giờ mình cái gì cái mình cũng phải chuẩn bị mọi thứ đến lúc vợ sinh em bé thì còn có những cái lương thực nhưng mà đến lúc vợ đẻ khả năng là cũng có lúc đó cũng có ngô để thu rồi vâng. Lúc đấy cũng không lo mấy rồi vâng. Bây giờ như thế thôi đến lúc sinh đẻ là nhiều cái để cầm đến đấy đúng rồi nhớ đi bạn nên nhau với phép mù ít liều cho em một chế thế thôi làm gì làm thôi anh em cũng đi thôi nhỉ vâng. Mình thương đi thôi ư mùa chế anh ạ ông mùa chế chỉ tao muốn anh đi về chưa đâu nhớ tao tí tao nhớ em làm ở đây ấy hả bạn quý đấy bạn quý à em bạn không mà chỉ muốn trên gõ từ tiên hoàng cao một cao họ ta hả ta chỉ tao ta chỉ em một thang đồng cao rồi dạy cái mày cho đường cao đấy đi mà là cũng được nhưng mà tí nữa còn đi tán gái cơ rồi anh đi đi còn đi mà bạn nhỉ anh đi bảo là chắc không ở được đâu đúng rồi thôi mình đi thôi nhỉ chào ông bà cái nào anh tí nữa về đây mình chào ông bà đi thôi xin chào ông bà xin chào ông bà chúc ông bà thật nhiều sức khỏe chúc bà thật nhiều sức khỏe cháu đi bản tán gái thôi cháu đi đi tán gái ấy ôi thế này thế đi thôi bây giờ anh em cũng đi thôi các bác ạ